Anh ơi, Dung xin mến chào với cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung làm một cái trải nghiệm mà phải nói là chưa giờ Dung thử qua, đó là Dung sẽ ăn cái gỏi của cái sốt mắm này của Thái Lan. Mà cái clip trước Dung đã hứa là Dung sẽ thử coi như thế nào. Cái clip trước Dung đi chợ Thái Lan và Lào thì Dung có mua cái chai mắm này, thì trong cái hình đó là người ta trộn gỏi sống, ớt chua cay nè. Thì cái chai này người ta bán là 9 đồng 99 cent một chai. Và hôm nay Dung đã chuẩn bị xong một cái mâm rau củ quả, mà những cái loại này là Dung thích ăn sống. Và bây giờ Dung đã chuẩn bị xong cái nồi hấp rồi, bây giờ Dung sẽ bỏ vô Dung hấp. Dung sẽ hấp chung với gừng, tại vì mình không có ăn sống được á cả nhà. Cho nên Dung sẽ hấp chung với lại gừng. Hấp sơ qua. Dung hấp tôm với lại bạch tuộc. Dung nãy đi chợ mua sò huyết nữa, nhưng mà hôm nay lại không có sò huyết, chỉ có nghêu thôi. Mà Dung lại không thích ăn nghêu, cho nên thôi ở nhà có tôm sẵn rồi. Tôm nè, tôm đông lạnh là ngon chưa. Đấy, thì Dung sẽ hấp Dung một cái bịch bạch tuộc. Dung hấp có phần nửa thôi. Dung hấp tôm với bạch tuộc với gừng. Giờ đậy nắp lại, chờ nó tái thôi, không có ấy chín. Dung sẽ xay cái gia vị rau củ để pha với cái sốt này ha. Đầu tiên là Dung cho một củ hành tím vô đây, cái loại hành tím bự á, với lại 4 tép tỏi. Người ta là cho nhiều lắm, nhưng mà Dung chỉ cho theo cái của mình thôi, tại ăn mấy cái này hôi miệng lắm. Rồi Dung cho 3 quả ớt nè. À, lấy ngò nữa. Bỏ vô đây thêm ngò nữa. Bỏ đây, ngò cho nó thơm. Bắt chanh vô đây. Nửa quả chanh Mỹ, chanh bự á. Một muỗng đường. Một muỗng đường ha. Và đây là mắm Thái, Dung chưa bao giờ mà Dung biết cái chai này hết. Lần đầu tiên Dung thử để coi cái vị nó như thế nào. Ngon lắm. Đối với Dung là nó ngon. Nó có vị mắm nhẹ, mà nó chua chua, nó ngọt ngọt. Nó giống như là tương bành á, người Bắc gọi là tương bành á, hoặc là mình cứ gọi nôm na là tương Bắc á. Thơm lắm. Cái này Dung ăn được. Mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Ngon. Tại vì hồi xưa lâu lắm rồi, ở ngoài Bắc á, người nhà có mang vô Nam cho Dung ăn thử cái tương đó. Dung mê luôn á. Ủa này ngon quá anh ơi. Mình mua mình để ăn được á. Mùi mắm rồi mùi tương nữa. Rất là thơm ngon. Giờ xay nhuyễn lên nha. Nhuyễn à. Nó ra cái nước màu xanh xanh nâu nâu kem kem. Nói chung là tạp phẩm ở trong này. Chắc là mấy cái củ hành, củ tỏi đã nhừ rồi. Coi nó ra cái gì nha. Ngon lắm, thơm lắm. Giờ đổ ra đây. Chắc đủ một ly. Ngon. Lạ nữa. Để coi sau khi Dung xay xong cái vị nó như thế nào ha. Tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Nhưng mà cay thêm một chút nữa thì hay hơn. Tại ớt của mình ít cay. Trời ơi, ngon lắm. Dung nói thiệt, rất là ngon luôn. Trời ơi, một cái phát hiện mới nha. Rất là ngon. Uống luôn. Giờ để đây. Giờ Dung bỏ hải sản ra. Nó đã chín rồi. Tại vì Dung không có ăn sống được. Thực ra là Dung ăn sống được,
Dung ăn sống được, Dung đã thử ăn sống rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ mình ăn chung với rau củ tươi á, trên thôi hấp đi cho nó chắc ăn ha. Tôm nè, hấp lên nó đẹp dễ sợ. Gừng thơm lắm. Rất là ngon. Tí nữa Dung sẽ chia sẻ với lại cô chú anh chị về cái vấn đề mình ăn rau củ thô nha. Dung đã ăn 2 tháng nay rồi, Dung sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Quá trời hấp dẫn luôn ha, quá trời ngon. Rồi, đi ha, đi ra ngoài đó. Rồi. Cơn mưa phía sau Dung đang chuẩn bị kéo tới. Chiều nay lại mưa tiếp. Thôi giờ mình tranh thủ ha. Mình tranh thủ mất công mưa tới nè. Bây giờ Dung mời cô chú anh chị ăn thử cái kiểu của Thái ha. Cái kiểu của Thái là người ta trộn hải sản sống sống chung với cái này với bún. Người ta ăn bằng tay thôi, mình ăn theo kiểu Việt Nam mình đi ha. Rồi Dung mời cô chú anh chị nha. Hải sản thử chấm theo như cái này như thế nào. Dung có tưởng là cái này hôi lắm, mùi mắm hay là gì, nhưng thực ra trời ơi nó rất là ngon. Thật là tuyệt vời luôn. Rau xà lách. Thực ra cái này mình mang theo đi làm mỗi ngày mình chấm cũng được lắm anh. Ngon. Dung ăn thử con mạch tuột. Cái này là do Dung xay cái này nè, Dung để trong nồi nó hơi chín quá. Nhưng thôi kệ, mình kiểu Việt Nam mình thì ăn chín nó tốt hơn. Dai. Cái này là rau thì là Dung ăn được rau thì là là bông cải xanh. Xung quanh hàng xóm chắc đi ngủ hết trơn. Mà nói chung là ở đây á, cuộc sống nhà nào biết nhà đó, ít ai mà ra trước mà đứng ngồi nhìn qua nhìn lại lắm. Trừ khi mấy ông đi rằng trước hút thuốc thôi, chứ ai đi làm về là vô nhà hết, hoặc là người đang sinh hoạt ở phía sau nếu mà nhà nào có cửa sau. Giòn ngon. Dung sẽ chia sẻ với người nhà của Dung á, nên ăn các loại rau này ăn sống, nó rất là hiệu quả luôn, nó rất là hay luôn. Nếu mà ai á, mà cô chú anh chị nào á, mà cái tiêu hóa chẳng hạn như hay bị bón á, nên ăn sống, đừng có luộc, đừng có xào, đừng có nấu canh. Nên ăn sống rồi sáng mai sẽ biết. Nó rất là
dễ dàng luôn, rất là tốt mà ngon lắm, ngon hơn luộc rất nhiều. Dung ăn sống có thể Dung ăn được nhiều rau củ lắm, mà luộc thì ăn mau ngán lắm, rất là giòn. Thế này là Dung chưa giờ thử qua, hôm nay là ngày đầu tiên Dung ăn sống cái trái này. Dung chưa giờ thử qua cà tím, ý cà pháo mà ăn sống, hôm nay Dung ăn thử nha. Ba trái cây vừa anh này, thêm nữa là cay lắm, cây vừa ngon. Dạ không dễ ăn không, vẫn ngon như thường. Công nhận phải nói rau củ sống ngon thiệt. Bây giờ hai vợ chồng Dung á, buổi trưa đi làm á, buổi sáng đi làm á, ăn cơm trưa làm hoàn toàn bằng như thế này hết. Lúc thì đổi rau này đổi rau kia, một ngày ăn mấy loại rau luôn, rau củ luôn, quả, nhưng mà không có luộc, đỡ mất thời gian mà ăn rất là ngon anh ha, rất là ngon luôn. Được cái rau củ bên này nó người ta không có dùng thuốc nhiều ha, ăn yên tâm rửa kỹ chút. Nhưng mà mình cũng phải rửa kỹ, thì phải rửa kỹ, rửa muối. Ngon. Cái cây ở phía sau lưng Dung đang ngồi rồi, đang có chim đậu quá chừng luôn. Cái cây đó là cái cây ốc chó. Mùa hè là nó ra trái nhiều lắm, nhưng mà chủ nhà Dung thấy không có ăn, toàn là để cho quà ăn không à. Trời ơi, một lần mà khi mà trái ốc chó này nó chín á, quà nó tụ về á, phải nói là nó bay đầy trời luôn. Ở Việt Nam ít thấy con quà ha. Còn ở đây là quả nó bay, nó đậu nhiều lắm, giống như là bồ câu ở Việt Nam vậy đó. Lúc mình mới vào Mỹ mình thấy nó mình ớn sợ thôi. Thiệt đó. Còn phía sau cameraman ngồi rồi, Dung thích nhất là cái thông. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn, nó cao nó to không biết bao nhiêu năm hơn. Đây á là hai cái thanh cơm lam hôm kỳ Dung đi chợ, Dung có clip Dung mua đó, là đi chợ Thái và Lào của Dung mua, bây giờ Dung mới lấy ra, tính ra cũng 2-3 tuần rồi đó. Bây giờ chẻ ra, ô bóp được mà không cần chẻ. Ô Dung bỏ vô ngăn đông, rồi sau đó bỏ vô microwave hấp, hấp xong rồi cái bỏ vô bếp nướng, nướng cho nó cháy nè, cho nó thơm. Chừng được tay á. Để coi nó như thế nào nha. Cái mùi thơm, tự tự giống như là xôi vậy đó. Mùi của nó thơm, béo béo giống như là xôi nước dừa, thơm lắm. Ngon chưa nè. Ngon ha. Nhưng mà cô chú anh chị ăn nha, dẻo lắm, ngon. Dẻo cực kỳ luôn, dẻo lắm, ngọt ngọt, mặn mặn nhẹ, mặn chút xíu, ngon. Dẻo lắm. Giờ chúng ăn tiếp cái này. Ngon lắm. Anh ăn thử miếng đi. Thôi. Nè, cho anh ăn thử miếng nè. Thôi. Đi. Nè. Nè. Nè.
Mắm nó ngon không? Ngon không? Ngon ha. Vị nó lạ quá ha. Ừ. Ngon. Giống gì ta? Nói chung cũng dễ ăn ha, không có mùi mắm. Nó nói chung là thế nào người ta ăn thấy ngon lành quá. Chứ ha. Cái này mà ai không biết ăn mắm cũng có thể ăn được. Ừ. Nó không hẳn là mùi mắm nữa. 50% mắm, 50% tương bần. Ha. Mà pha ra thì nó cảm giác như một loại nước chấm thôi ha. Nó giống như một loại sốt. Ngon. Nó không giống muối xanh mà nó giống cái món gì mà hồi trước mình ăn quán bò á. Người ta chấm với thịt bò chỗ quán bò với Bình Dương á. Em nghĩ đó, mình cho thì là vô xay nó thơm hơn nữa ha. Nếu mà ai ăn được thì là cái này có mình có thể biến tấu được theo ý mình. Đúng rồi, nhưng mà ba trái ớt thì vừa. Có ớt xanh nữa ha, ớt xanh thì ngon. Ngon. Ăn rau củ quả tươi ngon lắm. Ngon. Ngon. Về rau củ ăn nhiều cũng được. Về rau củ á, cũng không ăn cơm cũng được. Đúng là tuổi trâu, thích rau củ, thích ăn chay. Ngon. Má Dung người Bắc mà không biết ăn thì là Dung cứ chập má hoài. Ừ. Ăn sống giòn nhất, ngon. Giòn. Giờ Dung ăn thử cái trái này nha. Hơi bự. Nghe lạnh quá. Lạnh. Sắp mưa. Bền ghê. Cái cành bên kia sắp nở rồi. Năm nay được hai cành cưng. Cái bông nó to hơn năm ngoái luôn á. Cả nhà ơi, từ nãy giờ Dung ngồi đây mà Dung gồng á, tại vì nó lạnh lắm. Thôi Dung cũng xin phép kết thúc video ở đây ha. Dung vô nhà Dung ăn tiếp. Lạnh quá à. Thấy vậy chứ tay chân nó cống hết rồi. Lạnh lắm. Mà mình mặc áo lạnh á thì nếu mà cái video này nó hiển thị ở cái mùa hè thì nhìn nó kỳ cục quá. Cho nên thôi Dung cũng cố gắng ngồi đây để mà quay phim để gửi tặng đến cô chú anh chị xem cho vui. Thôi Dung vô nhà Dung ăn tiếp nha. Dung xin kết thúc video tại đây. Dung xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video của Dung nha. Dung nói thật sự là chúng ta nên ăn sống những cái rau củ quả này. Hạn chế luộc, hạn chế hấp, hạn chế nấu canh, hạn chế xào đi. Cô chú anh chị cứ ăn thử đi. Nó rất là ngon và nó đem lại cho mình cái bài tiết á, cái tiêu hóa rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Cho nên cứ thử coi như thế nào ha. Rồi kết quả ra sao cho Dung biết ha.
Dung xin cảm ơn cô chú anh chị xem hết video của Dung, và Dung xin kết thúc video tại đây. Dung xin máy bay và hẹn lại video sau. Bye bye.